Sau phần nguyên hàm và tích phân xác định thì chúng ta đi tìm hiểu về khái niệm của tích phân suy rộng. Như chúng ta đã biết thì để tính tích phân của một hàm fx ở trên đoạn AB, ta sẽ thực hiện việc chia đoạn này thành một số hữu hạn các đoạn con từ xy trừ 1 đến xy. Sau đó thì chúng ta sẽ lập tổng tích phân bằng tổng sigma của fxy sao nhân với delta xy với y chạy từ 1 đến n và lấy giới hạn của tổng tích phân. Nhưng mà quá trình trên thì chúng ta sẽ không thể thực hiện được nếu rơi vào một trong hai trường hợp. Trường hợp 1, nếu như khoảng AB của chúng ta là dài vô hạn thì chúng ta sẽ không thể xác định được độ dài của đoạn cuối cùng trong khi chia, cho nên tổng trên cũng sẽ là vô nghĩa. Trường hợp số 2, nếu hàm fx không bị chặn ở trên AB thì khi đó hàm sẽ là không khả tích. Vậy thì trong phần tích phân suy rộng này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về khái niệm của tích phân suy rộng, và đây sẽ là khái niệm mở rộng của tích phân khi gặp ở hai trường hợp trên. Phần đầu tiên đó là tích phân với cận vô hạn. Một nhỏ là khái niệm. Xét phần hình phẳng S vô hạn nằm phía dưới của đường y bằng 1 trên x bình, phía trên của trục OX và bên phải của đường x bằng 1. Hình S được minh họa như ở dưới đây. Ta có cảm giác là diện tích của hình S sẽ là vô hạn và ta sẽ quan tâm về vấn đề này. Ta có phần của S nằm phía bên trái của đường x bằng t, chính là phần in đậm ở trên hình vẽ, sẽ có diện tích là AT bằng tích phân từ 1 đến t của 1 trên x bình dx và bằng 1 trừ đi 1 trên t. Và ta để ý thấy AT sẽ luôn luôn nhỏ hơn 1 với mọi t lớn hơn 0. Hơn nữa, lim của AT khi t diễn ra dương vô cùng thì bằng 1. Vậy diện tích của phần in đậm sẽ tiến đến 1 khi t tiến ra dương vô cùng. Nên ta nói diện tích của hình phẳng vô hạn S sẽ bằng 1 và viết tích phân từ 1 đến dương vô cùng của 1 trên x bình dx bằng lim tích phân từ 1 đến t của 1 trên x bình dx khi t tiến ra dương vô cùng và bằng lim của 1 trừ đi 1 trên t khi t tiến ra dương vô cùng và bằng 1. Vậy ta đi đến định nghĩa. Giả sử hàm y bằng fx xác định ở trong khoảng từ A đến dương vô cùng và khả tích trên một khoảng con hữu hạn bất kỳ là đoạn A đến T. Đặt IT bằng tích phân từ A đến T của fx dx và ký hiệu tích phân từ A đến dương vô cùng của fx dx thì bằng lim của IT khi T tiến ra dương vô cùng. Nếu lim của IT khi T tiến ra dương vô cùng bằng Y là một số hữu hạn thì ta nói Y là tích phân suy rộng của hàm fx ở trên nửa đoạn A đến dương vô cùng và tích phân từ A đến dương vô cùng của fx dx là hội tụ. Trong trường hợp lim của IT khi T tiến ra dương vô cùng không tồn tại hoặc là vô cực thì ta sẽ nói tích phân từ A đến dương vô cùng của fx dx là phân kỳ. Một cách tương tự, ta định nghĩa tích phân từ âm vô cùng đến B của fx dx sẽ bằng lim tích phân từ T đến B của fx dx khi T tiến ra âm vô cùng. Với A là một số nào đó và cả hai tích phân từ âm vô cùng đến A của fx dx, tích phân từ A đến dương vô cùng của fx dx đều hội tụ, thì ta định nghĩa tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng của fx dx sẽ bằng tích phân từ âm vô cùng đến A của fx dx cộng tích phân từ A đến dương vô cùng của fx dx. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm ví dụ 1. Tích phân sau hội tụ hay phân kỳ, tích phân chạy từ 1 đến dương vô cùng của 1 trên x dx. Theo định nghĩa thì ta sẽ có tích phân từ 1 đến dương vô cùng của 1 trên x dx sẽ bằng lim tích phân từ 1 đến t của 1 trên x dx khi t tiến ra dương vô cùng và sẽ bằng lim của loga lepe của t trừ đi loga lepe của 1 khi t tiến ra dương vô cùng và giới hạn này thì sẽ bằng dương vô cùng. Vậy chúng ta sẽ kết luận tích phân ban đầu là phân kỳ. Ta chuyển sang ví dụ 2. Hãy tìm giá trị của P để tích phân sau hội tụ. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng của 1 trên x mũ P dx. Khi P bằng 1 thì theo ví dụ 1 ta thấy tích phân này là phân kỳ. Vậy ta bắt đầu xét từ P khác 1. Ta có tích phân từ 1 đến dương vô cùng của 1 trên x mũ P dx sẽ bằng lim tích phân từ 1 đến t của x mũ P dx khi t tiến ra dương vô cùng và sẽ bằng lim của 1 trên 1 trừ P nhân với mở ngoặc 1 trên x mũ P trừ 1 trừ 1 đóng ngoặc khi t tiến ra dương vô cùng. Từ đó thì ta có P trừ 1 lớn hơn 0, giới hạn trên sẽ tồn tại.
P trừ 1 nhỏ hơn 0 thì giới hạn trên sẽ không tồn tại. Vậy ta kết luận, khi P mà lớn hơn 1 thì tích phân từ A đến dương vô cùng của dx trên x mũ P sẽ bằng 1 trên P trừ 1. Khi P nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì tích phân từ A đến dương vô cùng của 1 trên x mũ P dx sẽ phân kỳ, trong đó A là một số lớn hơn 0 cho trước. Ta chuyển sang ví dụ 3. Tính tích phân từ âm vô cùng đến 0 của x nhân với e mũ x dx. Tích phân từ âm vô cùng đến 0 của x nhân với e mũ x dx sẽ bằng lim tích phân từ t đến 0 của x nhân với e mũ x dx khi t tiến ra vô cùng. Và ta sẽ tính được nó bằng lim của trừ 1 trừ t nhân e mũ t cộng e mũ t khi t tiến ra âm vô cùng. Và giới hạn này thì bằng trừ 1. Theo định nghĩa chúng ta thấy, để xét tính hội tụ và phân kỳ của một tích phân suy rộng thì bắt buộc chúng ta sẽ phải tính trực tiếp tích phân đó ra. Việc làm này không phải lúc nào cũng đơn giản. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ là dấu hiệu so sánh. Đây sẽ là phần giúp chúng ta đi xét tính hội tụ và phân kỳ của một tích phân suy rộng đơn giản hơn. Định lý 1, giả sử f và g là các hàm không âm và bắt đầu từ một lúc nào đó trở đi, chẳng hạn là với một số a lớn nào đó thỏa mãn điều kiện là a lớn lớn hơn a nhỏ. Ta có fx lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng gx với mọi x lớn hơn a. Khi đó, nếu tích phân từ a đến dương vô cùng của gx dx hội tụ, thì tích phân từ a đến dương vô cùng của fx dx cũng hội tụ. Nếu tích phân từ a đến dương vô cùng của fx dx phân kỳ, thì tích phân từ a đến dương vô cùng của gx dx phân kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm một số ví dụ áp dụng định lý trên. Xét sự hội tụ của các tích phân sau. Đối với tích phân đầu tiên, chúng ta thấy với x lớn hơn hoặc bằng 1 thì 1 trên x bình nhân với 1 cộng e mũ x sẽ luôn luôn nhỏ hơn 1 trên x bình. Mặt khác, tích phân từ 1 đến dương vô cùng của 1 trên x bình dx hội tụ. Vậy, tích phân từ 1 đến dương vô cùng của 1 trên x bình nhân với 1 cộng e mũ x dx cũng hội tụ. Đối với tích phân số 2, ta thấy khi x lớn hơn hoặc bằng 1 thì x cộng 1 trên căn bậc 2 của x mũ 3 sẽ lớn hơn hoặc bằng 1 trên căn bậc 2 của x. Mặt khác, tích phân từ 1 đến dương vô cùng của 1 trên căn x dx phân kỳ. Vậy, tích phân từ 1 đến dương vô cùng của x cộng 1 trên căn bậc 2 của x mũ 3 dx phân kỳ. Ví dụ 5, chứng minh rằng tích phân từ 1 đến dương vô cùng của e mũ trừ x bình dx hội tụ. Trước hết ta thấy tích phân từ 1 đến dương vô cùng của e mũ trừ x dx sẽ bằng lim tích phân từ 1 đến t của e mũ trừ x dx khi t tiến ra dương vô cùng và bằng lim của trừ e mũ t cộng với e mũ trừ 1 khi t tiến ra dương vô cùng của bằng e mũ trừ 1. Mặt khác, với mọi x lớn hơn 1, ta thấy x bình sẽ lớn hơn x. Vậy điều này sẽ tương đương là trừ x sẽ lớn hơn trừ x bình. Hay e mũ trừ x bình sẽ nhỏ hơn e mũ trừ x. Vậy, tích phân từ 1 đến dương vô cùng của e mũ trừ x bình dx sẽ hội tụ. Định lý số 2, tiêu chuẩn tương đương. Giả sử fx và gx là các hàm khả tích không âm trên mọi khoảng hữu hạn từ a nhỏ đến a lớn. Khi đó, nếu tồn tại lim của fx trên gx khi x đến ra dương vô cùng bằng k, k là một số lớn hơn 0 và nhỏ hơn dương vô cùng, thì các tích phân suy rộng từ a đến dương vô cùng của gx dx, tích phân suy rộng từ a đến dương vô cùng của fx dx sẽ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Ta có ví dụ 6, xét sự hội tụ của các tích phân sau. Phần A, khi x tiến ra dương vô cùng thì 1 trên căn bậc 2 của x cộng 4 nhân với căn bậc 3 của x bình cộng 5 sẽ tương đương với 1 trên x mũ 7 phần 6. Vì tích phân từ 1 đến dương vô cùng của 1 trên x mũ 7 phần 6 dx là hội tụ, nên tích phân đã cho ban đầu cũng sẽ hội tụ. Phần B, ta có 1 trừ đi cos của 1 trên x sẽ bằng 2 nhân với sin bình của 1 trên 2x, tương đương với 1 trên 2x bình khi x tiến ra dương vô cùng. Vậy, theo tiêu chuẩn tương đương thì chúng ta cũng có tích phân đã cho là hội tụ. Ta chuyển sang phần 2 là mã, tích phân của hàm không bị chặn. Một là khái niệm. Giả sử rằng hàm y bằng fx là hàm dương và liên tục trên khoảng hữu hạn từ a đến b, nhưng có tiệm cận đứng là x bằng b. Gọi sc là hình phẳng vô hạn, nằm ở trên trục ox
dưới đồ thị của hàm y bằng fx và nằm giữa hai đường thẳng x bằng a, x bằng b như hình vẽ ở phía dưới. Ta gọi AT là diện tích của hình in đậm. Khi đó ta có AT bằng tích phân từ A đến T của fx dx. Nếu AT có giới hạn hữu hạn khi T tiến đến B trừ, thì giới hạn đó được gọi là diện tích của hình S. Và ta viết tích phân từ A đến B của fx dx sẽ bằng lim tích phân từ A đến T của fx dx khi T tiến đến B trừ. Từ đó ta có định nghĩa cụ thể như sau. Giả sử hàm fx là một hàm xác định ở trên nửa đoạn từ A đến B, khả tích trên đoạn A đến T với mọi T nhỏ hơn B và không bị chặn tại lân cận của B. Đặt IT bằng tích phân từ A đến T của fx dx. Nếu tồn tại lim của IT khi T tiến đến B trừ bằng Y, thì ta gọi Y là tích phân suy rộng của hàm F trên đoạn AB và ký hiệu như thông thường, Y bằng tích phân từ A đến B của fx dx. Trong trường hợp này thì ta sẽ nói tích phân từ A đến B của fx dx là hội tụ. Thế còn trong trường hợp nếu như lim của IT khi T tiến đến B trừ không tồn tại hoặc bằng cộng trừ vô cùng, thì ta sẽ nói tích phân từ A đến B của fx dx là phân kỳ và điểm B ở trên thì ta gọi là điểm bất thường. Một cách tương tự, nếu như hàm fx xác định ở trên nửa đoạn từ A đến B, khả tích ở trên đoạn từ T đến B với mọi T lớn hơn A và không bị chặn tại lân cận của A, thì khi đó ta định nghĩa tích phân từ A đến B của fx dx sẽ bằng lim tích phân từ T đến B của fx dx khi T tiến đến A cộng. Nếu fx không bị chặn ở lân cận của điểm C trong đoạn từ A đến B, thì ta cũng có định nghĩa tích phân từ A đến B của fx dx sẽ bằng tích phân từ A đến C của fx dx cộng với tích phân từ C đến B của fx dx. Và tích phân ở vế trái hội tụ khi và chỉ khi cả hai tích phân ở bên vế phải cũng hội tụ. Ta xét ví dụ 6. Tìm tích phân từ 2 đến 5 của 1 trên căn bậc 2 của x trừ 2 dx. Theo định nghĩa thì ta có tích phân từ 2 đến 5 của 1 trên căn bậc 2 của x trừ 2 dx sẽ bằng lim tích phân từ t đến 5 của 1 trên căn bậc 2 của x trừ 2 dx khi t tiến đến 2 cộng. Và giới hạn này sẽ bằng lim của 2 nhân với mở ngoặc căn bậc 2 của 3 trừ đi căn bậc 2 của t trừ 2 đóng ngoặc khi t tiến đến 2 cộng và bằng 2 căn 3. Ví dụ 7, tìm tích phân sau, tích phân từ 0 đến 3 của dx trên x trừ 1. Ta nhận thấy hàm dưới dấu tích phân thì không bị chặn tại lân cận của 1, cho nên ta sẽ tách ra tích phân từ 0 đến 3 của dx trên x trừ 1 sẽ bằng tích phân từ 0 đến 1 của dx trên x trừ 1 cộng với tích phân từ 1 đến 3 của dx trên x trừ 1. Ta xét tích phân từ 0 đến 1 của dx trên x trừ 1. Theo định nghĩa thì tích phân từ 0 đến 1 của dx trên x trừ 1 sẽ bằng lim tích phân từ 0 đến t của dx trên x trừ 1 khi t tiến đến 1 trừ. Và nó sẽ bằng lim của logarithm của 1 trừ t trừ đi logarithm của 1 khi t tiến đến 1 trừ và sẽ bằng âm vô cùng. Vậy thì chúng ta sẽ kết luận được luôn tích phân ban đầu đã cho là không hội tụ. Ví dụ 8, tính tích phân từ 0 đến 1 của logarithm của x dx. Chúng ta thấy hàm y bằng logarithm của x thì có giới hạn là âm vô cùng khi x tiến tới 0 cộng. Do đó tích phân đã cho là tích phân suy rộng. Vậy thì tích phân từ 0 đến 1 của logarithm của x dx sẽ bằng lim tích phân từ t đến 1 của logarithm x dx khi t tiến đến 0 cộng. Và nó sẽ bằng lim của trừ 1 trừ đi t nhân với logarithm của t cộng với t khi t tiến đến 0 cộng và bằng trừ 1. Vậy tích phân ban đầu ta tính được kết quả là bằng trừ 1. Ví dụ số 9, tìm tích phân từ 0 đến 2 của 1 trên căn bậc 3 của 1 trừ x dx. Ta thấy tích phân từ 0 đến 2 của dx trên căn bậc 3 của 1 trừ x thì cũng gián đoạn tại x bằng 1. Vậy ta sẽ tách ra bằng tổng của hai tích phân. Tích phân từ 0 đến 1 của dx trên căn bậc 3 của 1 trừ x cộng với tích phân từ 1 đến 2 dx trên căn bậc 3 của 1 trừ x. Xét tích phân từ 0 đến 1 dx trên căn bậc 3 của 1 trừ x sẽ bằng lim
tích phân từ 0 đến t của dx trên căn bậc 3 của một chữ x khi t tiến đến 1 trừ, và ta sẽ tính được giới hạn này bằng 3/2. Tích phân từ 1 đến 2 của dx trên căn bậc 3 của một chữ x sẽ bằng lim tích phân từ 1 đến 2 của dx trên căn bậc 3 của một chữ x khi t tiến đến 1 cộng, và giới hạn này bằng trừ 3/2. Vậy, tích phân đã cho ban đầu sẽ hội tụ và kết quả sẽ bằng tổng của hai tích phân trên, tức là bằng 3/2 trừ đi 3/2 và bằng 0. Ta chuyển sang phần 2, dấu hiệu so sánh. Tương tự như tích phân suy rộng với cận vô hạn thì ta cũng sẽ có dấu hiệu so sánh và được phát biểu ở định lý dưới đây. Định lý 3, tiêu chuẩn so sánh. Giả sử fx và gx là hai hàm không âm trên nửa đoạn từ A đến B, với B là điểm bất thường. Ta luôn có fx nhỏ hoặc bằng gx. Khi đó, nếu tích phân từ A đến B của gx dx hội tụ, thì tích phân từ A đến B của fx dx cũng hội tụ. Nếu tích phân từ A đến B của fx dx phân kỳ, thì tích phân từ A đến B của gx dx cũng phân kỳ. Định lý 4, tiêu chuẩn tương đương. Giả sử fx và gx là các hàm không âm trên nửa đoạn từ A đến B, với B là điểm bất thường. Khi đó, nếu tồn tại giới hạn lim của fx trên gx khi x tiến đến B trừ bằng k, với k là một số lớn hơn 0 và nhỏ hơn dương vô cùng, thì các tích phân suy rộng, tích phân từ A đến B của fx dx, tích phân từ A đến B của gx dx cũng sẽ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Sau đây là một số bài tập để chúng ta luyện tập.